PS 8 cộng Tây Ban Nha các bạn. Uy lực không ạ? Đó. Bát 20 các bác nhá. Khỏe thế. Vâng, cái này các bác mà lắp trên những cái ô tô 50 chỗ chắc là thoải mái để các bác hát nhá. Ở những căn phòng các bác độ 30 mét vuông. Các bác chỉ cần một cặp loa này và một quả chập 30 thôi. Không cần nhiều, nó đã đủ chất âm để chuyên cho karaoke và nghe nhạc. Đấy. Xứng đáng là những dòng loa cao cấp của Tây Ban Nha. Chỉ một đôi bát 30 các bác nhá. Em không thử vào thiết bị nào cao cấp cả. Con đẩy rất là rẻ. Chưa đến 3 triệu còn vàng TD nữa. Đấy. Không cần công suất to mà không cần loa to. Các bác vẫn được một bộ sản phẩm rất hay và phải nói cực hay luôn. Đó là loa xịn nhá. Các bác nhiều khi trước khi mang vào thử thì bảo loa bé này sợ nó kêu không đủ. Nghe các bác thực tế thấy nó khủng khiếp luôn. Gió đưa tình em xa xứ, biết có tầm, biết có cô. Vâng, cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi.